Mến chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại video của em nhé. Thì trong video ngày hôm nay bên em sẽ thông báo giá chậu chuột thương phẩm mới nhất cuối tháng 8 mà bên em đang thu mua vào quý anh chị nhé. Thì đối với cái chậu chuột thương phẩm quý anh chị này thì hiện tại là đồng thời nó cũng rơi vào trong tháng 7 âm lịch nhé quý anh chị nhé. Thì hiện tại đấy quý anh chị, trong tháng 7 này là cái mùa mưa nó rất là nhiều đó. Nếu mà quý anh chị ở khu vực tại phía Bắc cũng như là Bắc miền Trung thì hiện tại là đang trong thời kỳ mưa quý anh chị nhé. Cho nên là bà con đó, người ta kiếm được rất là nhiều chậu chuột đấy, cho nên là cái giá thành nó không được cao lắm quý anh chị nhé. Hiện tại là cái loài chậu chuột này nó vẫn phụ thuộc vào bên phía Trung Quốc quý anh chị nhé. Cho nên là cái giá là cũng phụ thuộc vào bên phía Trung Quốc họ thu mua nhé. Nếu mà họ thu mua thì cái giá chậu chuột thương phẩm này nó rất là cao quý anh chị nhé. Thì hiện tại ở bên phía Trung Quốc là người ta vẫn đang còn bị dịch quý anh chị. Cho nên là giá thành nó cũng đang còn thấp, chưa được cao lắm. Với đồng thời là cộng với lại ở khu vực miền Bắc của phía Bắc Việt Nam hiện tại là đang trong mùa mưa, cho nên là bà con người ta kiếm được rất là nhiều quý anh chị nhé. Cho nên là cái giá chậu chuột thương phẩm thì hiện tại nó cũng thấp, không được cao. Bây giờ nó đang dao động chừng 90 đến 100 nghìn một cân quý anh chị nhé. Đối với cái giá chậu chuột thương phẩm này, nếu mà những quý anh chị đang nuôi đó thì theo em không nên bán nhé. Nếu quý anh chị theo dõi video bên em thì bên em cũng rất hay là cập nhật cái giá chậu chuột thương phẩm. Thì nếu mà lúc nào cái giá cao, bên em sẽ thông báo trên video kênh YouTube Trại Giống Đông Sơn cho quý anh chị tham khảo. Hoặc là quý anh chị cũng có thể là kết nối bên Zalo bên em và gọi điện hỏi bên em trực tiếp, và cũng có thể là nhắn tin dưới cái video này quý anh chị nhé. Thì bên em sẽ thông báo cũng như là cập nhật cũng như là giải thích cho quý anh chị hiểu là giá chậu chuột lên xuống nó tùy theo từng thời điểm cho quý anh chị rõ quý anh chị nhé. Thì đối với cái giá chậu chuột thương phẩm thì hiện tại bên em đang thu mua vào là cái giá là 90 đến 100 quý anh chị. Thì với cái giá này là bên em cũng thông báo luôn là bên em thu mua tại nhà quý anh chị nhé. Rồi quý anh chị ở xa đó thì tất cả bên xe hoặc là phí vận chuyển là quý anh chị phải chịu nhé. Hôm nay bên em thông báo cái giá chậu chuột thương phẩm cho quý anh chị cùng tham khảo. Nếu quý anh chị nuôi thì theo em là không nên bán cái thời điểm này nhé. Đó, cái thời điểm nào mà nó giá nó cao nó lên, bên em sẽ cập nhật cho quý anh chị biết. Và quý anh chị cũng đồng thời nếu mà cần những cái thông tin về cái loài này, quý anh chị nhắn tin với cái video này, bên em sẽ trả lời cho quý anh chị trong những cái thời gian sớm nhất quý anh chị nhé. Rồi thì đối với cái chậu chuột này hiện tại thì nó đang dao động chừng 25 đến 30 cuôn trên 1 kg quý anh chị nhé. Đó, với cái giá chậu chuột thương phẩm hiện tại thì theo em nghĩ cái giá này nó thấp quá quý anh chị. Đó, thì hiện tại là nó phụ thuộc vào thị trường nữa quý anh chị nhé. Thì hiện tại ngoài miền Bắc này là đang mùa mưa, đang thời kỳ mưa quý anh chị, cho nên là bà con người ta bắt và kiếm được rất là nhiều. Cho nên là nó ảnh hưởng đến cái thị trường là con chậu chuột thương phẩm này quý anh chị nhé. Rồi, nếu quý anh chị có thắc mắc gì hoặc là có cần cái thông tin gì thì quý anh chị liên hệ với bên em nhé. Quý anh chị có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại bên em, cũng như là nhắn tin dưới cái video này quý anh chị nhé. Hoặc là quý anh chị cũng có thể là gọi và nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ trả lời cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất nhé. Rồi, video em xin tạm dừng tại đây nhé. Nếu quý anh chị thấy video hay, hữu ích thì nhớ cho em một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ bên em quý chị nhé.
Bye bye quý anh chị nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.